thật ra khi mà giá cả đi vào cái dùng màu xanh dương này thì giá vẫn tiếp tục tăng lên và như thầy đã chia sẻ là giá tiếp tục tăng khoảng chừng là 15% nữa trước khi mà chúng ta thấy giá đi xuống nghĩa là chúng ta thấy được là Bitcoin trong cái dùng này vẫn có thể tiếp tục tăng lên tới 62 63 ngàn và đây có thể là cái tình trạng xấu nhất các bạn thấy được là bây giờ nếu như mà chúng ta thấy Bitcoin có một cái sự điều chỉnh thì đây là một điều rất là tốt cho cái giá cả tăng trưởng kế tiếp của Bitcoin Nhưng mà chúng ta thấy được là tình hình bây giờ Thì Bitcoin hầu như là không biết gần nghỉ Chúng ta thấy Bitcoin đi hàng ngang Khoảng chừng là một ngày hai ngày Thì lại cảm thấy an tâm nhưng mà đột ngột giá lại tiếp tục tăng trưởng mạnh Và đương nhiên chúng ta chỉ nói về những gì đã xảy ra Của những năm trước đó Dựa theo nhiều bài thường hiểu biết Và chúng ta Nhìn vào một cái biểu đồ khác chúng cảm thấy cũng rất là quan trọng Đó chính là biểu đồ Grayscale Premium thì biểu đồ Grayscale Premium này đó chính là cái biểu đồ mà so sánh cái giá mà các bạn thấy được là Bitcoin bán ở trên những cái sàn Bitcoin so với lại cái giá mà của cái cổ phiếu GBTC. Tại vì các bạn cũng đã biết là công ty Grayscale này đó thu mua Bitcoin hay là nhận Bitcoin của khách hàng sau đó là lưu trữ trong công ty và phát hành những cổ phiếu gọi là GBTC. Những cái cổ phiếu này là các bạn có thể dùng để mà mua bán trên những cái sàn giao dịch, chứng khoán. Và các bạn thấy được là cái giá của cổ phiếu GBTC đó thường là sẽ cao hơn cái giá của Bitcoin tại vì thị trường phải trả hơn một số tiền để có thể là giao dịch cái cổ phần GBTC mà không cần phải tự đi thu mua Bitcoin thì các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đại diện cho cái sự chênh lệch giá Bitcoin với lại cái giá của cái cổ phần GBTC này thì hiện bây giờ cổ phần là 12,69% và như là Thuận đã chia sẻ với các bạn đó khi chúng ta thấy được là có một cái premium nghĩa là cái giá chênh lệch là 12,69% có nghĩa là bất cứ một người nào mà có Bitcoin đưa cho công ty Rayscale thì có thể là lấy cổ phần tương đương với lại cái số Bitcoin đưa vào và sau đó sẽ bán gà với giá cao hơn và bây giờ để dựa theo thông tin của Classno đó thì giá cao hơn là 12,69% miễn là cái giá mà bán cổ phần cao hơn cái giá của Bitcoin thì sẽ có nhiều người để thu Bitcoin để mà đưa cho công ty Rayscale thì đương nhiên công ty Rayscale sẽ lưu trữ thêm Bitcoin và phát hành thêm nhiều những cái cổ phần và cổ phần bán có lời thì người ta lại tôi đi thu mua Bitcoin nữa cho nên khi mà các bạn thấy là giá của GBTC cao hơn Bitcoin là điều rất là tốt và càng cao hơn là càng tốt tại vì càng cao hơn thì người ta càng có lời mà người ta càng có lời thì người ta càng đi thu mua thêm Bitcoin để mà đưa cho công ty Rayscale cho nên các bạn thấy được là chúng ta không muốn thấy cái đường mà màu cam này đi xuống mạnh chúng ta thấy được là trong cái thời kỳ từ lúc mà 21 tháng 1 tới bây giờ đó thì hầu như là đi hàng ngang, có nghĩa là cái phần trăm chênh lệch cũng còn nhưng mà không có nhiều như là trước đây các bạn hay trước đây, như là chúng ta nhìn vào thời điểm của tháng 12 đi thì cái sự chênh lệch có thể lên tới là 40%. Bây giờ cái sự chênh lệch à, cũng chỉ có là 12,69% mà thôi nhưng mà vẫn đang trên cái đường tăng trưởng từ ngày 10 tháng 2 cho tới bây giờ chúng ta muốn thấy cái đường màu cam mà các bạn tiếp tục tăng trưởng để chúng ta có thêm nhiều nhà đầu tư lớn đi thu Bitcoin đưa cho công ty Rayscale đây là điều mà chúng ta muốn thấy và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái thông tin này nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn thấy đời chúng ta vẫn ổn cái dấu hiệu mà gần nhất bây giờ đó chính là NUPL những dấu hiệu khác liên quan tới báo định thì vẫn chưa có sự phản ứng mạnh và một cái tài liệu khác nữa rất là quan trọng mà chúng ta cũng tiếp tục phải theo dõi đây là cái tài liệu cũng giống như thường này chia sẻ cách đây không có lâu đầu video này đó chính là cái tài liệu liên quan tới Coinbase Premium Index tại vì chúng ta phải tiếp tục muốn thấy được đó là cái đường màu đỏ này nghĩa là cái giá chênh lệch giữa sàn Coinbase và sàn Binance tăng lên càng cao càng tốt tại vì đó chính là dấu hiệu là nhiều người đang thu Bitcoin ở trên sàn Coinbase và đó có thể là những cá voi nhưng mà chúng ta thấy được là sau khi mà cái ngày mà các bạn thấy được là cái giá trên lệch hầu như là không có. Đó chính là cái ngày 18 tháng 2 đó thì đã bắt đầu có lại cái sự tăng trưởng. Trong thời gian mấy ngày qua có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trên màn hình thì điều mà đỏ này cũng đang có một cái sự tăng nhẹ. Có nghĩa là chúng ta muốn thấy là có nhiều cá voi tiếp tục thu mua Bitcoin ở trên sàn Coinbase. Đây là một biểu đồ khác mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Thì hôm nay đó không chỉ riêng là Bitcoin mà chúng ta thấy là chúng ta nhìn chung về thị trường này Các bạn thấy chúng ta đang nhìn vào cái trang web là Coin360 Thì mọi chỉ Bitcoin tăng trưởng các bạn cũng có rất nhiều những cái altcoin khác là một màu xanh ngày hôm nay Và có nhiều altcoin thì tăng trưởng rất là mạnh Các bạn thấy được là một những đồng mà nhiều bạn quen thuộc mà đang tăng rất mạnh chính là đồng Binance Coin BNB Hôm nay đã lên tới là 167 đô, thực ra đã lên hơn con số đó Chúng ta bây giờ à, hãy nhìn một số những cái tài liệu liên quan đến những cái altcoin này đi các bạn thấy được là khác với ngày hôm qua khi mà giá Bitcoin có sự tăng trưởng thì hôm nay giá Bitcoin tăng trưởng đó, hôm qua có nhiều bạn uh, than phiền là tại vì thấy Bitcoin tăng trưởng lại thấy buồn tại vì những altcoin lại không thể tăng trưởng theo Bitcoin nhưng mà hôm nay chúng ta cũng đã thấy là ít ra trong vòng 24 giờ qua thì các bạn cũng đã thấy là có nhiều altcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng cùng với lại Bitcoin. Trong đó chúng ta có Ethereum. Ethereum bây giờ đó là 1896 thì tăng 7,9% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà thật ra ngày hôm nay Ether đã đạt được cái đỉnh mới. Chúng ta thấy được là cái giá cao nhất của Ethereum gần đây nhất cái tên một tí đồng hồ là 1911 đô thì chúng ta thấy được là Ethereum tuy là có sự tăng trưởng nếu chúng ta so sánh với lại cái sự tăng trưởng trong vòng 30 ngày qua thì đã tăng 50% và nếu chúng ta so sánh trong vòng là 6 tháng qua thì các bạn thấy là giá của Ether cũng đi hàng ngang khá lâu trong phạm vi là từ 300 cho đến khoảng chừng là 400 đô nhưng mà đột ngột các bạn thấy được là bắt đầu là từ cái thời điểm là tháng 12 ngày 24 thì từ cái mức là 587 đã giọt thẳng lên tới cái mức hiện bây giờ là chúng ta thấy là 1896 cho nên về một cách nhìn khác trong thời gần đây thì nhiều bạn nói là Ether không có tăng thì đó cũng là sự thật trong vòng mấy ngày gần đây nhưng mà chúng ta thấy được là Ethereum khi các bạn so sánh trong vòng 3 tháng thôi thì các bạn thấy được cái sự tăng trưởng rất là mạnh trong vòng 90 ngày qua mà đã tăng từ 500 mấy mà lên thẳng cho tới cái mức hiện bây giờ là 1896 trong vòng 30 ngày qua đã tăng 50% rồi Ether vẫn là một đồng mà có sự tăng trưởng mạnh chỉ là khi chúng ta nhìn vào Bitcoin đi thì Bitcoin đã qua khỏi cái mức là 20.000 đô có nghĩa là cái đỉnh cũ và sau đó lại tăng lên là hơn gấp đôi bây giờ Bitcoin đã là 52.069 rồi thì chúng ta nhìn vào Ethereum thì nhiều bạn cũng thấy không thỏa mãn tại vì Ether tăng mạnh nhưng mà vẫn chưa phải là gấp đôi gấp ba lần cái đỉnh cũ có nghĩa là nhiều bạn cũng thấy Ether bây giờ là phải có mức là 4.000 5.000 thuận cũng vậy mà thôi các bạn biết là thuận là một người mà đầu tư Ether rất là lâu rồi và rất muốn Ethereum có sự tăng trưởng nhưng mà thường nghĩ là bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục nhẫn nại để xem coi tình hình như thế nào nhưng mà hôm nay với mức giá là 1911 tuy vẫn chưa phá được 2.000 đô nhưng mà cũng là một cái sự tăng trưởng và Ether hầu như là đang ngủ quên tại vì các bạn thấy được là ngoại trừ Ether ra thì có rất nhiều những o khác tăng trưởng trong thời gian là 3 tháng qua nhiều hơn là Ether cái phần trăm cao hơn rất nhiều nhưng mà Ethereum vẫn tiếp tục đứng yên một chỗ và ngoại trừ Ether ra hôm nay cũng là một sự tiến triển tốt thì các bạn thấy được là chúng ta có đồng Polkadot thì cũng không tăng trưởng nhiều tăng chữ 1,5%. Cardano tăng 7,6%. Bây giờ đã muốn trở lại. Và các bạn thấy được là Cardano thì trong vòng cái khoảng thời gian gần đây thì cái giá cao nhất là chúng ta thấy được là gần như là một đô la nhưng mà vẫn chưa đến cái mức đó. Cái mức cao nhất từ trước tới bây giờ đó là Cardano lên tới là một đồng 18 cent. Thì gần đây nhất các bạn thấy được là cái giá cao nhất thường để ý là khoảng chừng là 92 cho đến 93 cent. Chúng ta gần đã trở về đỉnh rồi cho Cardano. Chúng ta bây giờ nhìn vào một số những đồng khác như là XRP thì tăng 5,4% bây giờ là 54 cent đứng hàng thứ sáu xếp hạng ở trên CoinGecko Binance Coin BNB thì có sự tăng trưởng lên tới 29% thì đồng BNB này các bạn cũng đã biết gần đây rất nhiều người quan tâm đến tại vì chúng ta thấy được là cái Binance Smart Chain như là mạng lưới riêng của Binance thì bây giờ rất hấp dẫn có rất nhiều những cái dự án đang hoạt động như là PancakeSwap khiến cho cái mạng lưới này có giá trị trong vào đó nữa là đồng BNB là của sàn Binance cho nên giá cả có sự tăng trưởng rất nhiều và ngày hôm nay các bạn thấy được đã lập cái định mới và cái định mới là khoảng chừng là 173 đô cách đây 7 tiếng đồng hồ. Sau đó đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ nhưng mà chúng ta thấy được là trong vòng 30 ngày qua đã tăng 268%, trong vòng năm qua đã tăng 606%. bnb là một chuyên đồng mà thường cũng đang lưu trữ và là một chuyên đồng mà có sự tiến triển rất tốt về cái phương diện là giá cả. Và nói về đồng Binance Coin đó, thì các bạn thấy được là Binance Coin giờ này tăng rất là mạnh. Các bạn có biết là cái vốn hóa của đồng BNB giờ đó là khoảng 23,6 tỷ so với tổng số vốn hóa của Ethereum đã lên tới 209,1 tỷ thì cái vốn hóa của Ethereum bây giờ đã tăng 8 lần so với lại Binance Coin. Nếu như mà đồng BNB được 50% vốn hóa của Ethereum thì giá của một đồng BNB có thể là phải hơn 700 đô la. Đó là cái tin thì bây giờ. Trước khi chúng ta nói về một số những cái suy nghĩ liên quan đến tình của thị trường thì bây giờ, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Litecoin thì Litecoin cuối cùng cũng đã qua được 200 đô, bây giờ đã tăng 11,3% trong vòng 24 tiếng hồi chiều qua. Chainlink tăng 80%, Bitcoin Cash tăng 3,7%, Stellar Lumen tăng 7%, ,1%. các bạn thấy được rất nhiều đồng. Hôm nay cũng có lại cái sự tăng trưởng và Uniswap đã trở về cái mức là gần như là 22 đô la cho một đồng UNI. Và chúng ta nhìn vào những đồng mà nổi bật ngày hôm nay đi Các bạn thấy được Polymath, một đồng mà đã lâu rồi Chúng ta không nghe nói tới đã tăng 308% IOST tăng 37,5% PancakeSwap trên mạng lưới của Binance Chain đã tăng 34,5% Horizon tăng 33,7% Bancor tăng 31% Các bạn thấy được là cũng rất rất nhiều Những cái Oco ngày hôm nay tăng trưởng cùng với là Bitcoin Chứ không giống như là ngày hôm qua nhiều bạn than phiền Thì hôm nay cũng là một ngày rất là tốt trong thị trường crypto này và với cái giá Bitcoin hiện bây giờ các bạn thấy được cái giá Bitcoin hiện bây giờ là chúng ta thấy được là 52.172 thì cái giá này gần với cái số 100.000 đô hơn là gần cái số 0 đô la các bạn thấy được chúng ta cuối cùng cũng đã qua được cái dùng cản cho tâm lý rất là quan trọng đó chính là 50.000 đô thì đương nhiên lên như vậy thì các bạn thấy là mọi người rất là vui nhưng mà một số bạn lại lo lắng thường nghĩ là bây giờ thị trường nó khá phức tạp phức tạp hơn nhiều so với lại cái thời điểm năm 2017 ở một cái số điểm rất là liên quan tới những người mà đang trong thị trường này các bạn thấy được là năm 2017 đó thì đương nhiên cũng có những cái người mà đã tham gia trước đó năm 2013 nhưng mà không có nhiều và thường là các bạn thấy được những người đó là những người mà đã có thể mua được Bitcoin rất là rẻ của năm 2013, năm 2012 cho nên đó là một số những cái người khác năm 2017 So với lại bây giờ, năm 2021 thì đã có rất nhiều người đã trải qua cái đợt đi xuống giá từ năm 2017 mãi tới năm 2019. Bản thân thường cũng là một trong những người đó, cho nên các bạn thấy được là đã có nhiều người đã học hỏi được rất nhiều khi mà chúng ta thấy giá cả có sự điều chỉnh đi xuống nhiều hơn là cái thời điểm của năm 2013. Và các bạn thấy được là nhiều người như là bản thân thường đó, thì khi mà trải qua một cái mùa đông dài như vậy thì lại có những cái ký ức à, không có tốt, những cái ám ảnh về cái sự đi xuống giá. Và... Các bạn thấy được là những người mà đã tiếp tục đầu tư vào trong thị trường này trong một khoảng thời gian mà giá cả Bitcoin đi xuống thị trường ảm đạm trong thời gian mấy năm qua thì bây giờ đã có lời rất là nhiều đó là một phần của thị trường hiện bây giờ một phần khác là những bạn mà mới tham gia vào các bạn thi là mới tham gia vào các bạn đang tìm thị trường thì trường rất là sôi động thường cũng có thể là cảm nhận được cái sự sôi động của thị trường cũng như là cảm nhận được cái sự hứng thú đó với những bạn mới tham gia vào tại vì khi mà thuận tham gia vào đợt tăng trưởng trước đó của năm 2017 đó thì lúc đó các bạn thấy được là mọi người cũng hào hứng như vậy thường cũng có cái sự hào hứng như vậy nhưng mà sau khi mà qua năm 2018 đó thì hầu như thường đã có một cái ám ảnh ở trong thị trường này và những bạn mới tham gia vào đó thì cảm thấy là giá bịch không bao giờ quá cao một số đồng khác đó thì bây giờ cũng tăng mạnh nhưng mà cũng mới vào cho nên cũng không có nghĩ thị trường này sẽ kết thúc sớm như vậy cho nên đó là một số những bạn khác ở trong thị trường này chúng ta thấy là thị trường này được chia ra làm rất là nhiều phần và các bạn thấy được là ngoài chuyện gì đó ra những người mà đầu tư riêng lẻ mà có lời bây giờ thì bây giờ đang suy nghĩ coi là khi nào chúc lời mới tốt những người mà mới tham gia vào thì đương nhiên không nghĩ là chuyện này sẽ kết thúc sớm như vậy và chúng ta có thêm một nhóm người thứ ba nữa là mới hơn đó chính là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư họ mua bitcoin lưu trữ như là một tài sản trong công ty chứ không phải là họ mua để lướt sống hay họ mua để mà chờ giá tăng để mà bán họ lưu trữ bitcoin cũng như là họ lưu trữ những loại tài sản khác mà họ đã lưu trữ trước đây như là chứng khoán như là vàng vân vân cho nên những công ty đó họ sẽ có cái thời điểm dài hạn hơn Và thật ra họ cũng không quan tâm đến là thị trường này khi nào sập Các bạn thấy được là nếu như mà thị trường có cái sự đi xuống giá Họ có thể mua thêm Bitcoin với cái giá rẻ hơn Đó là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư lớn hiện bây giờ